nội trợ cũng như là nấu ăn thì tự chấm cho mình điểm cộng. Chế biến và nấu ăn rất kém á. Luôn luôn nghĩ và vì người khác trước, sau đó mới tới bản thân mình sau. Nhưng tại sao lại chia tay? Có lẽ là do lỗi là do em. Đàn ông nhận lỗi là do mình là tốt. Em tên là Nguyễn Văn Bình, năm nay em 34 tuổi, em quê ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên lái xe cho một công ty bên quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời đàn gái. Mình tên là Nguyễn Ngọc Nhung, hiện năm nay 35 tuổi, hiện sống và làm việc ở Củ Chi. À, chị làm công việc gì ở Củ Chi? À, dạ làm phát triển giày mẫu hả chị? Giày mẫu? Dạ. À. Ở quận mấy? Dạ ở Củ Chi anh Quyên Linh. Làm ở Củ Chi luôn em? Dạ. Rồi, vậy bây giờ mời Bình giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Dạ, điểm yếu của em thì chế biến và nấu ăn rất kém á, cũng không khéo tay. Dạ, cũng sống cũng nặng tình, nội tâm. Còn điểm mạnh của em thì em cũng rất thích ca hát, du lịch và thể thao ạ. Ca hát du lịch luôn? Dạ. Làm dạ. Bài cho nó vui vui coi. Dạ, em đồng ý ạ. Rồi. Để cho không khí trường quay thêm vui và để một gửi tới một món quà tinh thần cho bạn gái cũng như là toàn thể quý vị ở đây, em gửi tới bài hát mang tên là Lời Anh Muốn Nói ạ. Lời anh muốn